iPhone chưa bao giờ được hấp dẫn, nhất là ở thị trường Việt Nam. Vì vậy nên tất cả các thông tin, kể cả là thông tin leak hay là thông tin chính thức, cũng đều được các bạn rất là quan tâm. Vậy thì giữa rất nhiều thông tin rò rỉ ở ngoài như thế, thì mình cũng đã có tìm hiểu và tổng hợp được những nguồn rất uy tín nhá. Tức là ngày trước họ, những cái nguồn tin mà mình tìm hiểu, họ đã có những cái thông tin rất chính xác về việc leak các sản phẩm của Apple rồi. Và mình cũng sẽ tổng hợp ở trong video này luôn để các bạn tiện theo dõi nhá. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Thứ thay đổi đầu tiên đó là về size màn hình. Ngày trước thì mình cũng đã có cập nhật cái thông tin này rồi. Tuy nhiên có vẻ như là thông tin này rất chính xác thì phải. Nên là ở trên các hội nhóm về việc mà leak iPhone có đưa về thông tin này, đưa đi lại rất là nhiều. Và mình sẽ nói lại trong phần video này ở ngay đầu tiên luôn cho các bạn. Về kích thước màn hình của chúng ta, bản 6,1 inch bây giờ sẽ lên 6,3 inch, còn 6,7 sẽ lên 6,9 inch. Đây cũng có thể là một cái món hời cho người dùng khi mà họ được cập nhật một cái màn hình nó mỏng, nó mới hơn và nó lớn hơn. Nhưng cũng cùng với đó là cái sự thay đổi và cũng gọi là phân cấp nó rõ ràng hơn một chút so với bản thường và bản Pro. Nói như vậy tức là việc tăng kích cỡ màn hình nó chỉ nằm ở bản Pro mà thôi. Tức là bản màn hình 6,3 inch sẽ nằm trên iPhone Pro và bản 6,9 inch sẽ nằm trên iPhone Pro Max. Như vậy thì đây sẽ là một cái phần mà nó rõ ràng hơn cho các bạn nhé. Không phải kỳ vọng rằng là iPhone thường hoặc iPhone Plus cũng được tăng kích thước đâu. Muốn tăng thì phải mua Pro. Khoan đã, như thế thì iPhone thường chả có gì khác biệt nhỉ? Nhưng mà có đấy nhá. Theo như Mark Womer, bản Plus và bản thường vẫn sẽ được giữ size giống như đời trước. Đây là hình ảnh leak về mặt sau của bản máy năm 2024 này. Sau 3 năm thì cuối cùng thiết kế cam chéo cũng đã lùi bước về quá khứ và chúng ta sẽ được đón chào lại thiết kế cam dọc như ngày trước. Nhưng sẽ có vẻ tinh gọn hơn nhiều so với cả bản iPhone 12 nếu như bạn còn nhớ về thiết kế này. Theo như cá nhân mình thì thấy thiết kế này cũng khá là đẹp đấy chứ. Nó vừa đủ tinh gọn và mình cũng không thích cái cam chéo lắm. Mình thích nó dọc dọc, trông nó tinh tế, nó gọn gàng hơn. Và để dọc như thế này xong lại còn co cái phần viền ở bên ngoài vào nữa thì trông nó cũng khá là hay đấy. Hồi trước thì cũng có thông tin cho rằng việc mà chúng ta đặt cam chéo ra như thế này là bởi vì phần linh kiện bên trong, tức là các cái phần linh kiện bên trong nó lớn hơn nên là Apple phải đặt chéo ra. Thì thông tin này mình cũng không rõ là nó có chính xác hay không, thì bạn nào biết có thể comment ở bên dưới nhá. Bởi vì là nếu mà vì một cái cảm biến hay là vì linh kiện gì đó nó to hơn, tại sao bây giờ Apple có thể để dọc nó lại? Hay chả lẽ là Apple đã tìm ra một cách gì đó để có thể cải thiện được cái việc mà lắp đặt linh kiện của họ. Đó là về mặt trước. Còn về phần bên hông thì sao nhỉ? Apple càng ngày càng chú trọng trong việc mà quay phim, chụp ảnh ở trên iPhone và thêm một nút nữa cho những người dùng chuyên nghiệp khi mà thao tác chụp ảnh quay phim trên iPhone nhá. Đó là phím Capture Button. Phím này thì cũng khá tương tự với cả Action Button ngày trước của iPhone 15 thôi. Capture Button sẽ là phím tiếp theo có trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Chức năng của phím này khá giống với cả các phím chụp hình ở trên các máy ảnh kỹ thuật số thường thấy. Ngoài ra cũng sẽ cung cấp thêm khả năng zoom cho camera. Theo những thông tin được leak ra thì có thể là sẽ được trang bị thêm những cảm biến zoom ở đây để cho cái cảm giác của chúng ta di ở trên phím này nó chân thực hơn. Tuy nhiên đây vẫn sẽ là phím cứng nhá. Thì nó có vẻ chưa đủ lắm nhỉ? Tức là Apple vẫn sẽ phải nâng cấp thêm một cái nữa mà điểm này thì năm nào Apple cũng làm. Đó là nâng cấp phần cứng cho camera. Và ở bây giờ, bản iPhone 16 Pro và Pro Max cũng sẽ như vậy. Camera Ultra Wide khả năng cao cũng sẽ được nâng cấp lên 48MP và cơ chế hoạt động cũng khá giống với camera chính khi mà chụp 48MP. Tức là sẽ có 4 bức hình 12MP được gộp lại và trả ra cho chúng ta một bức hình siêu siêu nét. Nâng cấp về camera có vẻ như là một truyền thống của Apple rồi, bởi vì năm nào chúng ta cũng được thấy camera nâng cấp mà. Và truyền thống này vẫn sẽ được tiếp tục khi mà Apple bê một vài tính năng mà đã có từ bản iPhone cao cấp nhất đời trước lên cho bản iPhone thường đời sau. Tính năng Special Video cũng sẽ được mang lên cho iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Ngoài những thông tin đó thì việc nâng cấp về 5G hay là Wi-Fi để cho tăng tốc độ kết nối mạng nó cũng là một phần ở trong những bản nâng cấp của iPhone 16 series năm nay. Cái này thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ khá là ít để ý, bởi vì cơ bản thì những cái nâng cấp về tốc độ mạng này nó cũng không quá là rõ rệt để chúng ta có thể nhìn thấy được. Và một cái quan trọng nhất đó là về màu mới của iPhone năm nay sẽ là màu gì? Thì mình cũng chưa biết. Nên là nếu như bạn nào có biết rồi thì cũng có thể comment lại bên dưới nhá, để mình cũng có thể tìm hiểu thêm vào trong những cái khám biến nữa. Còn về tổng quan về những gì mà mình đang tìm hiểu được thì có vẻ như bản iPhone 16 này chưa có gì để đáng kỳ vọng lắm. Nếu như các bạn mong muốn là có một thiết bị mới mà có một cái cải tiến gì đó nó đột phá, thay đổi về thiết kế để chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng ở cái bản cập nhật lần này, với những thông tin leak này nếu như nó chính xác thì mình có tiền mình sẽ mua iPhone 16, bởi vì chắc chắn là với cái thiết kế cam nó gọn gàng, nó tinh tế như thế này thì phải chọn thôi chứ còn gì nữa. Còn các bạn thấy thế nào? Liệu các bạn với những thông tin này có yêu thích và sẵn sàng bỏ tiền cho iPhone
năm nay hay không thì comment, đúng không? Còn nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube Mark One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.